đây một chiếc lo kéo nè cho bác nào mà cảm thấy là yêu đất nước Việt Nam của mình. Vì sao? Vì đó là thường mọi người lo bật lên nó sẽ nghe được tiếng Tàu, tiếng Anh đúng không? Nhưng mà lo này nè, đây để em bật lên là cho các bác nghe tiếng nè. Đây vui lòng kết nối đó. Đã kết nối Bluetooth. Đã, đã kết nối Bluetooth vì em đã bật rồi nên là nó kết nối sẵn rồi nha các bác. Và đặc biệt á là cái đặt trên cái thùng của nó nè, các bác thấy nè. Đây, nó có để là sẽ có là ba phiên bản màu vàng, đen, xám đúng không? Dạ. Cái con của em nó màu xanh. Dạ, nó màu xanh, nó hơi vô lý sau đó thôi. Nên là khi các bác mua hàng là các bác nhớ ghi chú giúp em nha. Còn đây, những cái âm lượng chỉnh dưới đây nè, nó sẽ chỉnh được vào volume tổng của nhạc nè. Bass, chép, delay là sẽ phần trên là sẽ của nhạc nha. Còn dưới đây của chữ M là của sẽ của micro nha. Chỉnh được bass, chép, cũng như là âm lượng của mic. Đặc biệt có hỗ trợ một cái chỗ là dẫn được cái cổng guitar. Đó, vì có hai hỗ trợ hai jack 6 ly. Một jack là để cắm micro đa năng nè, một jack là để cắm được guitar nè. Bán nào hay đờn ca tài tử rất là hết luôn. USB này nọ đầy đủ cho các bác ha. Ok, kết nối thì em lại cũng có kết nối sẵn rồi. Bây giờ là em sẽ bật lên và kiểu là cho mọi người coi thử con mic đi kèm nó nha. Đặc biệt micro đi kèm mà đẹp lắm mấy bác ơi. Đây, nó thiết kế sang trọng cực kỳ. Micro này là micro UHF nha. Đó, pin thì xài là pin A. Hát được, trời nghe tiếng. Hát được khoảng từ 3 đến 4 tiếng nha các bác. Còn xét ra tần số, tăng giảm âm lượng luôn. Quá đã luôn các bác ơi. Dây sạc này nó đầy đủ. Hai micro á, thì mic nào cũng giống mic nào hết nha các bác. Nên là em sẽ thử một mic cho các bác thôi. Đây, đó, em sẽ để ở đây nè. Đó, cho các bác nghe thử nè. Đây, bây giờ là nghe thử tiếng mic nha. Đó, 6, 7, 2, 2. Thời mang số kiếp đổi thay. Alo, lê, 6. Đây, em bật một bài nhạc cho các bác nghe thử tiếng nhạc nè. Nghe cực kỳ hay luôn. Alo, lê. Đó, đây. Mời quảng cáo gì các bác. Đây. 2, có quảng cáo các bác. Đây. Nhưng hoa chim đứng đẹp vừa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đến mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua. Dạ rồi, mua đồ đó kéo của em đó là chi 1238. Các bác nhớ ghim về nha. Nhớ nha, có ba màu: đen, xám và vàng. Có màu xanh nữa.